thì nộp lại cho em thì em nộp lại cho em thì em chấm điểm thì lấy cái điểm đó làm điểm thực hành, không phải thi, không phải đặt gánh nặng về vấn đề thi nhiều, nhưng mà phải biết làm sao đúng thực tế của các anh chị đang là. Thì những cái vấn đề này thì là sau khi xong quá trình thời gian em làm thì em rút ra lại chúng ta cùng nhau sẽ đi giải quyết. Hôm nay lớp mình có 11 người đúng không ạ? Như vậy có một chị là chị Diệp xin nghỉ, thì bây giờ chúng ta cái mặt dạ rồi chúng ta có thể bắt đầu. Đầu tiên thì đối với phần thực tập kết hợp truyền máu cơ sở thì sẽ chia làm 3 phần. Thì phần đầu tiên là sẽ về các máy phân tích huyết học. Thì đầu tiên thì về phần lý thuyết thì các anh chị có thắc mắc có ý kiến gì không? Tại vì là năm đầu tiên thì mời bác sĩ Đảm dạy thì em thấy là nó hơi nặng chuyên về phần truyền máu, thì cái đó là chắc là cái mong muốn của bác sĩ Đảm về truyền đạt kiến thức. Thì các anh chị có ý kiến gì về cái phần kia kiến thức của lý thuyết thì các anh chị có thể góp ý, rồi để sau này em sẽ đặt hàng lại với bác sĩ Đảm đó là chúng ta có thu gọn cái kiến thức truyền máu này lại để chúng ta gọi là giới thiệu thêm những kiến thức khác không ạ? Đúng rồi, thấy có một điều đó không ạ? Đọc đồng máu mà không hay mấy người hoặc là có mấy những bệnh người huyết học đi xong những cái hơi hemophi thả lát rồi. Về cái phần về bệnh lý thì em không có tham dự nhiều tại vì đó là chuyên ngành của bác sĩ điều trị, thì để về các xét nghiệm thì sẽ em giới thiệu thêm cho các anh chị. Thì các xét nghiệm về bệnh lý huyết học thì nó chủ yếu là ra máu ngoại vi và thị xương, thì do đó đối với phần công thức máu với phần huyết học thì có những cái xét nghiệm về tổng là tổng dung tích tế bào máu với máu ngoại vi, rồi tập trung tiểu cầu, nhóm máu, hồng cầu lưới, VS, ký sinh trùng sốt rét, sức bền hồng cầu, đường ham. Rồi đông máu thì có bộ đông máu tiền phẫu, còn cục máu đông và thời gian máu chảy té. Có thể là có thêm thời gian máu đông, nhưng mà cái thời gian máu đông đó bên bệnh viện máu huyết học không đang hay không có làm nữa. Rồi xét nghiệm phân biệt thì đối với trong trường hợp về đông máu thì có tìm yếu tố kháng đông nội ngoại sinh là xét nghiệm về hỗn hợp, tê quy hỗn hợp, TCK hỗn hợp, định lượng yếu tố đông máu, yếu tố 2, yếu tố 5, yếu tố 7, yếu tố 8, yếu tố 9, yếu tố 11, định lượng dedimer, định lượng protein C, protein S, AT3, định lượng chất yếu tố 8, hay còn gọi là một xét nghiệm là beta, xét nghiệm đo lượng tập tiểu cầu, hoặc là có một số nơi thì có rồi các xét nghiệm chuyên sâu nó sẽ là thủy đồ, sinh thiết, phân tích dấu ấn miễn dịch, xét nghiệm miễn dịch như là điện di, HLA, kháng thể kháng nhân, truyền cầu phân tử, PCR,
sinh lý rồi ý dấu ấn miễn dịch. Còn đối với HLA thì thường để trong ghép tạng, ghép tủy, rồi đánh giá về mức độ, về cái khả năng mà tiên lượng và điều trị bệnh thì có thể có FISH, karyotip và giải trình tự gen. Đó là hiện tại đây là những cái xét nghiệm đang được thực hiện ở bên bệnh viện truyền máu Huyết Học. Các anh chị có thắc mắc gì thêm không ạ? Tại vì những cái xét nghiệm này hiện tại thì trong cái chương trình chuyên ngành đó, thì đối với những cái xét nghiệm này thì đang dự định là sẽ đối với những anh chị nào mà đi thực tập chọn chuyên ngành huyết học thì sẽ thực tập ở những khoa tương ứng. Ví dụ như đối với tủy đồ thì là có khâu tủy đồ của bệnh viện truyền máu Huyết Học, khoa giải phẫu bệnh, bộ phận vốn miễn dịch, rồi bộ phận khoa di truyền học tử. Mỗi khoa thì sẽ có một khoa hoặc là hai khoa sẽ kết hợp trong một phần hoặc khoảng ba phần để đi thực tập về những cái xét nghiệm này. Những cái xét nghiệm cơ bản thì các anh chị có thắc mắc gì không? Thì mình có thể mình nói lên là ở bệnh viện mình có thực hiện hay không, hay là nó có khó khăn gì trong cái việc triển khai thực hiện, hoặc là có những xét nghiệm nào nó mới thấy hoặc là chưa, chúng ta chưa được nhập. Thực ra thì có làm thì vẫn có biết, chứ còn nó chia sẻ thì nó rất khó nói. Những cái xét nghiệm thường quy này là những cái xét nghiệm ở bên bệnh viện truyền máu Huyết Học đã chia ra theo từng bước và từng bước. Thì cái xét nghiệm thường quy là thực hiện ở cái nơi điều trị đối với bệnh nhân huyết học, thì những cái này bắt buộc là phải làm, phải thực hiện ở 201 và Bình Chánh. Còn đối với cái xét nghiệm phân biệt cuối cùng này thì làm ở bên 118 một bàn, được tính là cái khu dịch vụ kỹ thuật cao.
Ủa anh không làm, anh làm gì? Anh làm cái thử kỹ thuật mới. À, giống mình anh làm à, không. Giống anh nó làm bê tết ra. Cái bê tết ra nó mới. Bê tết ra hỏi hỏi gì sinh hóa mà đi sinh hóa thì lấy qua dịp sinh với học à dịp mới là mới hỏi gì chà anh Vinh cho em số điện thoại của ông không bằng yes. Sáng mai làm kinh nghiệm như sao? Kim Diệp, Kim Diệp chỉ. Như chị đã thắc mắc về phím thì phím nó phải đi chung với carotid và nó sẽ có hai cái đặc điểm khác nhau. Carotid nó giống như là cái bản đồ nhiễm sắc thể nhiều này, thì chúng ta sẽ nhìn tổng quan được những cái đột biến ở trong bản nhiễm sắc đồ nhiễm sắc thể người, ví dụ như đột biến đa bội, đột biến thiểu bội ở trên bộ nhiễm sắc thể người. Tại vì trong bệnh lý huyết học thì có những cái bệnh lý nếu mà có tình trạng đa bội hoặc thiểu bội thì cái tiên lượng và điều trị nó sẽ thấp hoặc cao bình thường. Thì đó là carotid, đây là trên cái hình minh họa từ bên góc bên trên phải. Thì carotid nó là một cái nhìn tổng quan, còn carotid nó nó sẽ là cái nhìn nhỏ hơn vào từng cái cặp nhiễm sắc thể nhất định, để chúng ta tìm ra được trong cái cặp nhiễm sắc thể đó nó có đột biến theo mong muốn hay không. Ví dụ như ở đây đó là một cái hình ảnh về FIS, nhưng mà trên nhiễm sắc thể số 52 là nhiễm sắc thể chính, nó là hình ảnh minh họa trong bệnh cầu mạng dòng tủy CML, biến đổi của đặc gen BCL4 BCR ABL. thì chúng ta đầu tiên là chúng ta định hướng, chúng ta trên lâm sàng chúng ta định hướng được bệnh rồi, sau đó chúng ta mới dựa vào trong nước máu, chúng ta mới đi theo một cái hướng nhất định rồi dùng những cái xét nghiệm này để xác định được không ạ? Carotid là dùng tổng thể trên toàn bộ nhiễm sắc thể của người, còn FIS là đi vào nhiễm sắc thể nhất định. Ví dụ như là chúng ta chỉ định ở đây cái hình ảnh này mình họa là sự chuyển đoạn của trên nhiễm sắc thể hai và nhiễm sắc thể chính ở trong bệnh lý bạch cầu mạng dòng tủy. Tại vì bạch cầu mạng dòng tủy là một cái bệnh ung thư máu mạng tính và nó sẽ có nguy cơ chuyển cấp sang thành bạch cầu cấp, và chúng ta xác định điều trị để ngăn ngừa không cho nó chuyển cấp từ bạch cầu mạng sang bạch cầu cấp. Đó là ý nghĩa của vấn đề theo dõi và điều trị. Khi mà mình đọc cái kết quả của cái can thiệp hai thì mà cảm thấy được cái phân tích của kết quả mà bác sĩ bình luận thì ví dụ như là 46 x B bằng 1 thì cái này đi được
thể đồ này. Đúng rồi, giống như cái đồ kết quả của bên em thấy bên làm ra xong rồi thì tôi ghi được kết quả 46 y b còn 1 thì là biết là thường thì người ta sẽ không điền vào kết quả gì. Cái đó thực sự ra là mình, cái đó là kết quả của bên từ bên tự chủ, bên từ tự chủ hả? Như vậy bác sĩ điều trị phải biết, tại vì bác sĩ cho chỉ định thì bác sĩ phải biết, bác sĩ phải đọc, mình không có trách nhiệm nào. Nhiều khi bên em lấy kết quả về thì gửi cho bệnh nhân nhưng mà làm gì kết quả không biết đọc. Thì cái đó là phải trách nhiệm của bác sĩ. Bác sĩ cho chỉ định thì bác sĩ phải biết đọc kết quả, chứ bên mình đâu có. Nhưng mà mình cũng phải biết, mình nó phải sâu, mà mình nghĩ mình phải biết cái xét nghiệm làm ra đúng không sai, mình phải biết hiểu ý nghĩa cái đồng hồ để bác sĩ làm sao. Cái đó thì mình phải làm em như vậy mình phải đi học thì hoặc là mình làm ở cái khoa truyền học phân tử nữa. Giờ tự nhiên rớt rồi, rớt luôn đi thiết. Ôi, em không có để rớt đâu, kệ không? Sao vậy? Đời em là không có để rớt, cuộc đời em á, là trách nhiệm của em là không có để rớt. Nhưng mà điểm thi không cao. Không vui vẻ đâu rồi, đúng rồi, không cần cao. Không làm. Thì vậy khổ mình chưa biết thi máy hay thi viết nếu cái môn nào mà các anh chị học tập trung đông, ví dụ là khoảng trên 50 người, tức là gồm nhiều lớp với nhau thì mới có khả năng thi máy. Tại vì thi máy lúc đó là tập trung nhiều lớp giải quyết cho nó nhanh gọn, thì thi máy thì mỗi người một máy, nhìn qua mình qua câu hỏi của người kế bên thì đến câu hỏi của mình thì mình sẽ không kịp, nên mình phải tập trung của mình mỗi người một câu rồi ha. Có thể là tổng cộng là số câu là giống nhau, nhưng mà thứ tự của mỗi người ở hai mấy cái bên là không trùng, và có thể là đáp án không trùng. Nếu mà mình tranh thủ đọc cho người ta thì đến thôi mình làm hết thì
hết thời gian của mình. Rồi, máy phân tích huyết học tự động sẽ có hai phương pháp chính là phương pháp điện trợ kháng và phương pháp tán xạ ánh sáng. Điện trợ kháng nghĩa là sao? Các tế bào máu sẽ được đi qua một cái khe, và cái khe đó sẽ có một cái dòng điện, và mỗi khi có một cái dòng điện này xuất hiện thì nó sẽ xác định là một phân tử, và dựa vào cái cường độ dòng điện nó sẽ xác định kích thước, nó sẽ xác định được cái độ lớn của cái tế bào đó. Đây là phương pháp cũ. Thì nó có một cái nhược điểm là một tế bào đi qua thì nó đem là một tín hiệu. Thì trong trường hợp lỡ như có hai tế bào đi qua cùng lúc thì nó cũng đếm là một tín hiệu, dẫn đến là giảm giả mạo các tế bào máu. Mọi người có không cấm điện tôi cảm nhận nè, giảm giả tạo các tế bào máu. Do đó trong một số trường hợp, ví dụ như là mẫu tự ngưng kết hoặc là mẫu bị đông nhẹ thì máy nó vẫn đếm được, nhưng mà nó sẽ trả kết quả sẽ bất thường. Thì cái này được ứng dụng ở trong một số trường hợp cái máy, các thiết bị máy phân tích có chỉ số thấp, ví dụ như là chỉ dùng để phân tích ba dòng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, thậm chí là nếu mà được thì nó cũng chỉ có thể bách phân, nhưng mà bách phân theo tỷ lệ mono, lympho và các dòng cầu hạn, tức là khả năng bách phân thấp. Phương pháp thứ hai hiện nay đang được sử dụng đó là phương pháp tán xạ ánh sáng, tức là dựa theo cái nguyên tắc ánh sáng, khi đụng phải một cái vật thể hoặc là một cái mặt phẳng thì cái ánh sáng đó sẽ được hấp thụ, ví dụ như là kiểu absorption là hấp thụ, hoặc là nó sẽ truyền suốt qua là transmission, hoặc là nó sẽ phản chiếu theo một cái góc nhất định scattering, hoặc là nó sẽ dội lại ngược lại, nó chiếu theo chiều nào thì nó dội ngược lại theo chiều đó là reflection. Thì dựa vào những thay đổi, những cái dữ liệu thay đổi về cái góc của cái tia sáng chiếu tới, người ta sẽ xác định được cái dòng tế bào máu này. Các anh chị hiểu được không ạ? Khi gặp một cái tế bào thì dựa vào những cái dữ liệu thay đổi trong đường truyền ánh sáng, người ta sẽ xác định được, cái máy dựa vào cái thông tin đó sẽ xác định và dựa vào tế bào. Ý là làm sao phân biệt được cầu 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 tiểu cầu? Nếu theo nguyên tắc máy phân tích huyết học tự động, nó sẽ chia ra hai dòng, một dòng tế bào có nhân, một dòng tế bào không nhân. Dòng tế bào không nhân thì nó không có nhân nên tế bào nó sẽ gọi là đơn giản hơn, thì cái độ truyền suốt nó sẽ cao hơn. Thì do không có nhân thì đôi khi là cái tế bào chiếu tới này nó sẽ không phản ánh lại, mà nó sẽ xuyên suốt qua, nhưng mà nó sẽ chệch ra một góc nhỏ, ví dụ 5 độ, 10 độ. Và tùy thuộc vào cái góc độ thay đổi đó, người ta sẽ xác định về kích thước, về cái thể tích của cái tế bào. Rồi, trên đây là một cái hình minh họa về một cái chế độ phân tích. Chế độ phân tích này được ký hiệu là MAPSF, tức là khử cực, đa khử cực của một tế bào. Sau đó sẽ xác định được dựa vào các thông số. Các tia sáng màu đỏ khi chiếu tới một dòng tế bào, nếu mà đụng vào cái biên của góc tế bào ở đây là 0 độ thì nó sẽ phản ánh một phần về thể tích, các anh chị thấy đúng không ạ? Còn cái phần bị chặn lại từ đây, tia sáng chiếu tới tế bào thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tia sáng nó chiếu tới, nó đụng tới cái bề ngoài tế bào thì nó truyền suốt đi qua, tại vì nó không có bị ngăn cản hoặc bị ngăn cản nhẹ, thì cái phần này
nó thể hiện cái thể tích. Thể tích tức là cái độ lớn của cái tế bào đúng không ạ? Rồi trong trường hợp mà nó đụng, nó chiếu ra cái phần nhỏ này, nó là thay đổi, tức là đây là truyền xuống nhưng mà làm thay đổi một góc nhẹ, thì nó thể hiện cái cấu trúc phức tạp của cái tế bào này. Rồi nếu mà nó bị phản lại, phản chiếu một cái góc nguồn góc này, thì nó phản ánh về cái độ nhân, độ phức tạp của cái nhân của tế bào. Đây là một cái phương pháp đơn giản để xác định. Còn nó buông ra góc này, ngoài cái phản ánh về nhân thì nó còn phản ánh về độ phân hủy. Dựa vào hai cái chỉ số này nó sẽ xác định lại. Thì bởi vì sao? Trong các dòng tế bào thì chỉ có dòng tế bào có nhân, tức là những cái dòng tế bào như neutrophil, EO và basophil thì nó mới có cái sự phân hủy, hay còn gọi là sự chia thành nhiều nhân khác nhau. Thì cái này nó sẽ thể hiện cái độ phức tạp ở trong cái nhân. Còn nếu không thì nó sẽ là những cái đặc điểm của lympho và mono. Thì những cái đặc điểm này sẽ được máy thu nhận và nó sẽ phân tích kết quả. Đây là một cái phương pháp cơ bản, ngày xưa sử dụng cái phương pháp này. Rồi sau này thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp, nó cũng là một cái phương pháp tán xạ ánh sáng, nhưng người ta sẽ sử dụng các hệ thống thu nhận cái tín hiệu phát quang dựa vào các yếu tố dựa vào các FSC và SSC. FSC tức là cái phần ánh sáng truyền xuất qua và cái ánh sáng bị phản chiếu lại theo một cái hệ thống tinh vi hơn và đưa ra thành các độ quang học ở những cái bước sóng nhất định. Đó là cái phương pháp xác định. Rồi sau này để có thể phân tích rõ ràng hơn ở các dòng bạch cầu, chủ yếu là các dòng bạch cầu, thì người ta sẽ sử dụng thêm những cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp dụng hình quang. Đối với những dòng tế bào nhất định thì nó sẽ có những cái tế bào dụng hình quang nhất định. Ví dụ như đây em ví dụ, nó sẽ có ba màu, thì nó sẽ có màu đỏ, màu cam và màu xanh. Thì đứng với mỗi màu, nó có thể là dòng lympho, có thể là dòng neutro và có thể là dòng EO. Với những cái dòng này thì dựa vào cái sự bắt màu phát quang để chúng ta xác định được các dòng tế bào cụ thể hơn. Rồi cái ứng dụng thêm nữa đó là phương pháp dòng chảy. Phương pháp dòng chảy như là sao? Tại vì trong một số trường hợp sẽ có nhiều tế bào đi qua cái dòng ánh sáng tia laser cùng lúc, thì phương pháp dòng chảy này là phương pháp sẽ đưa dòng chảy xếp thành hàng nhất định, và nó sẽ dùng một cái phương pháp tổng hợp.
tế bào dòng chảy nó sẽ đi theo một đường và cái dung dịch pha loãng nó sẽ tạo thành một cái áp suất tổng hợp để cho tế bào luôn luôn đi theo một dòng nhất định để đảm bảo là số lượng tế bào là một khi đi qua cái tia sáng, tránh trường hợp nhiều tế bào đi qua cái ánh sáng cùng lúc gây nhiễu cái tín hiệu mà chúng ta thu được. Đó là những cái phương pháp hỗ trợ thêm. Thì phương pháp hỗ trợ thêm như lúc nãy giờ đã nói là phương pháp chụp hình quang, phương pháp dòng chảy. Rồi phương pháp peroxida. Peroxida nó là một cái thuộc tính, nó là một cái tính chất của dòng tế bào mà chỉ có nó là đặc trưng của dòng bạch cầu hàn. Do đó một số máy nó sẽ ứng dụng bằng cách có thêm cái hoạt chất peroxida để nhận biết cái dòng tế bào này. Thì peroxida đó là chất oxy hóa, ở đây sử dụng là oxy già, sẽ oxy hóa các tế bào. Và khi mà các tế bào nào mà có hoạt tính peroxida thì khi mà nhuộm màu lên nó sẽ có màu nhất định, trên đây là những màu ở tuyến hiển vi. Thì những cái này cái máy nó sẽ đo được và nó sẽ đưa trả vào dòng neutro. Cái này nó đặc trưng ở trong máy phân tích huyết học mà chủ yếu của dòng SGA. Do đó Siemens SGA, nếu mà các anh chị về nhà kêu về phòng xét nghiệm của mình có máy này thì các anh chị sẽ thấy được. Trong trường hợp này nó được dùng để xác định bạch cầu mạng dòng tụy. Nếu có trường hợp bạch cầu mạng dòng tụy thì những cái dòng trung gian của bạch cầu hạt nó sẽ đến và nó sẽ đưa vào dòng neutrophil. Do đó trong trường hợp nếu chúng ta gặp một cái công thức máu, chúng ta thấy bạch cầu tăng cao nhưng mà nó đổ vào dòng neutrophil tỷ lệ phần trăm tăng cao, thậm chí là có lúc tăng lên đến 90-95%, thì chúng ta phải xác định hoặc là trường hợp đó là công thức máu của một người bị nhiễm trùng, hoặc đó là trong trường hợp máy nó có hoạt tính peroxida và nó sẽ đổ vào dòng neutrophil. Đó là những cái giai đoạn trung gian của bạch cầu hạt. Phương pháp miễn dịch thì hiện nay các phương pháp miễn dịch hầu như không được sử dụng ở trong các dòng trong các xét nghiệm về tổng phân tích tế bào máu. Phương pháp miễn dịch hiện nay được sử dụng để trong xác định các dấu ấn tế bào, và dấu ấn tế bào này thường được dùng để xác định trong trường hợp định bệnh hoặc trong quá trình điều trị bệnh đối với những bệnh lý huyết học. Ví dụ như đặc trưng của tế bào non đó là dòng CD34+, còn những cái dòng tế bào trưởng thành hoặc trung gian nó sẽ có những cái dòng tế bào nhất định như ở trên bảng. Ở đây sẽ chia ra là bạch cầu dòng mono, dòng lympho B và NK. Rồi cái slide cuối cùng là cái slide tổng hợp lại, thì cái phần mà chúng ta được ưu tiên nghiên cứu hiện nay đó là cái phần bắt phân bạch cầu. Những cái phần nãy giờ chúng ta nói đó là chủ yếu được dùng để phân tích các dòng bạch cầu, và hiện nay thì nó sẽ được ứng dụng flow cytometry, tức là tách các dòng tế bào, còn fluorescence tức là để dùng miễn dịch hình quang để phân tích các dòng bạch cầu tốt hơn. Tại vì các anh chị sẽ phải biết được là trong trường hợp sau này có khả năng là chúng ta gặp một cái công thức máu mà chúng ta nói chúng ta đang là người bình thường, đó là trường hợp của em đi khám sức khỏe, kết quả công thức máu trả ra như lympho là 40%, mono cũng cỡ 30%, nói một cái máy kỳ cục, cái công thức nó là lạ, em đi kiểm tra lại lấy máu xét nghiệm trên bệnh viện thì nó lại ra bình thường. Thì chúng ta mới biết là cái máy đó nó có vấn đề hoặc là nguyên nhân phân tích là sai. Rồi cái phần này có các anh chị có thắc mắc gì mà chúng ta cùng nhau thảo luận. Anh
audition. Xin nói với đi xin chung. Rồi dạ, ngoài anh làm ở bên công bố rồi còn ai làm ở bên viết học không? Hỏi cái chỗ á, ví dụ như hồng cầu, bạch cầu thì mình đo mình dựa vào cái kích thước, cái độ hấp thụ ánh sáng gì đó, ví dụ vậy. Nhưng mà tới cái halogen thì nó đo kiểu kiểu sao? Halogen là cái đầu quang, đầu tiên là nó sẽ tác dụng với một chất oxy hóa để nó chuyển thành dạng men hemoglobin, rồi đo quang ở mức sóng 540 nanomet. Nó cũng giống như là phương pháp đo bằng thủ công, bằng phương pháp bằng cái phương pháp phổ kế ở trong cái sách sinh lý cũ á, nhưng mà cái này đo bằng thực tế. Rồi. Thôi, cái phương pháp đến hồng cầu và tiểu cầu thì các tế bào máu sẽ được đưa vào buồng nhất định rồi biến thành tế bào hồng cầu, tức là người ta sẽ cầu hóa cái dòng tế bào này, sau đó người ta mới đưa qua một cái dòng ánh sáng như nãy giờ chúng ta đã nói, tức là phải có một cái bước cầu hóa. Rồi, còn đối với hemoglobin, hemoglobin thì nó sẽ có một cái buồng riêng để đo. Hemoglobin thì nó sẽ có một cái buồng riêng để đo. Thì nguyên tắc thì hồng cầu sẽ bị ly giải để giải phóng ra hemoglobin. Sau đó hemoglobin nó chứa dòng sắt sẽ bị oxy hóa thành men hemoglobin và chúng ta sẽ đo. Sau đó thì sẽ tác dụng với cyanide. Và cyanide hemoglobin này nó có màu và đo ở cường độ ánh sáng hấp thụ ở 546 nanomet để xác định ra nồng độ hemoglobin. Dạ, được không ạ? Còn cái HCT thì HCT đó là HCT thì nó tính Nó tính bằng máy những cái phương pháp. Tính gì đâu, nó chắc gì là đúng. Tính lợi tính theo kiểu loại xi mà theo mà bảo đảm là đúng. Nó là phương pháp tính, nhưng mà nó có một cái gọi là một cái mẹo để kiểm tra. 1 triệu hồng cầu tương ứng với 3 gam hemoglobin. 1 gam hemoglobin thì tương ứng với 3 HCT, nên cái công thức thường nó sẽ tuân theo cái định luật như vậy. Cũng là tương đối. Dạ, thì cái đó để mình kiểm tra máy rồi nó có đúng hay không. Nhưng mà với một điều kiện là MCV nó phải nằm trong khoảng bình thường. Cái mình tác dụng cái đo này. Nó là chất độc mà ngay nó là chất độc, tất cả những loại chất ở trong phòng xét nghiệm nó đều độc, tùy theo, bởi vậy mới có một cái gọi là cái phụ cấp độc hại, và tùy theo cái chúng mình làm ở cái khâu nào thì mức độ độc hại nó như thế nào. Rồi trên đây nó có các một số cái công thức máu bất thường thì mỗi anh chị một bảng để chúng ta cùng nhau hoặc là 2-3 người cùng nhau phân tích. Nó bất thường ở chỗ nào rồi chúng ta sẽ cùng nhau để biết.
các chị cũng ghi lần lượt từng cái hay là chúng ta cùng nhau mọi người thảo luận trước thì cùng nhau sửa à? Đầu tiên thì để giải thích, thứ nhất cái này là tổng cộng là có 12 cái kết quả. Thì cái đầu tiên thì nó có tên đầy đủ là yêu cầu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm chỉ số bình thường đơn vị máy, tức là cái này là một cái form kết quả. Thì cái này là ở bệnh viện Kiều Mẫn Thầm, nhưng mà do thứ nhất là không công bố thông tin bệnh nhân thì đã che một cái phần trên video, chỉ có lấy cái phần kết quả thôi. Cái trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ ba các anh chị thấy thì nó sẽ là một cái kết quả mà không có gì hết, chúng ta chỉ có thấy ra những cái chỉ số thì nó là một cái kết quả từ máy in ra. Thì chúng ta có thể lấy những cái kết quả này chúng ta xác định. Thì cái thứ ba với cái thứ năm nó khác nhau ở đâu? Cái thứ ba với cái thứ ba năm khác nhau thì đó là của hai máy khác nhau. Thì nếu mà ai là bên huyết học thì chắc là sẽ biết là làm trên máy nào. Đúng rồi, có một máy xác minh. Không đông mà kim nó nghẹt cứng trong trong ống. Kim nghẹt thì sẽ có hai khả năng xảy ra, hoặc là máy sẽ báo là nghẹt không hút được mẫu. Hai là trong trường hợp này thì anh chị nói là máy hút được mẫu nhưng mà hút không đủ mẫu để phân tích. Nhưng các anh chị nhìn kỹ, cái này vẫn in đã được dạng form trả kết quả, chứng tỏ là kết quả này vẫn được duyệt. Như vậy các anh chị có đoán được tại sao? Nhiều khi không, mình không có cài cái ví dụ như là cài một đường qua máy cũng qua cái máy upload là một chuyện, nhưng mà hả, khi mà đã in ra được như vậy là những kết quả này là đã được in, kết quả này được công nhận, được công nhận để trả cho người bệnh, ý thầy nói được công nhận đó hả? Ừ. Này cái đâu có nói gì vậy? Bệnh nhân ung thư, dạ, bệnh nhân ung thư theo như mà cuộc đời em đi làm á thì nếu mà ung thư mà nặng lắm á thì vẫn còn tiểu cầu và hồng cầu, chỉ có khả năng là bạch cầu giảm xuống số không gần không thôi. Hồng cầu giảm kiểu này là bạch cầu thì nó xuống oxy nữa mà sống nữa vậy. Dạ, thì đây là mà cái kết quả này mang ra để các anh chị phân tích thì có những cái vấn đề, những cái nguyên nhân xảy ra. Thì như lúc nãy chị bên này có nói thì có khả năng đây là một cái ổ dịch. Thì ổ dịch có tiểu cầu không? Nó có đâu phải. Dịch não tủy, dịch màng bụng, dịch màng phổi có tiểu cầu. Dịch nào tủy? Mẫu dịch mà nó không bị xâm lấn thì thôi, còn nếu xâm lấn có máu vô thì nó không có tiểu cầu, thì cũng có thể có. Thực tế cái mẫu này là mẫu
kiểm tra chất lượng của bức tường đông lạnh. Dạ. Không, không, không. Ừ. Rồi, 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 rồi.